Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Là chúc anh em một ngày làm việc thiệt là vui vẻ ha, xem clip thoải mái. Và bây giờ bắt đầu mình sẽ ngắm xe. Bữa nay hôm nay Minh có về cái nhiều cái mẫu xe rất là hay, rất là đặc biệt. Đặc biệt là mẫu xe giá rẻ. Con xe này mua vào 13 tháng 9 năm 2022, là mới mua cách đây chưa được 1 tháng. Xe này ô đo 500 cây. À, và đang chạy là chưa có đồ đai, chưa có ấy luôn, còn sổ bảo hành hãng luôn. Sổ bảo hành từ hãng luôn. Con này là GPS Demon. Thì cái em này nhìn rất là dễ thương. Đó, mở anh em lên cho coi đầu đèn, nhìn nó giống KTM ha. Con này đặc biệt mình để anh em giá rất rẻ, 36 triệu 500 ngàn đó. Mình lấy là 36 đó, 500 ngàn là cho mấy đứa nhỏ nó lau vỏ, lau bánh đồ, nó lau dưỡng xe đồ cho anh em thôi. Rồi, đồng hồ rất là đẹp. Đây, xe này trang bị upside down, thắng đĩa trước sau, mâm đẹp tuyệt vời. Đồng hồ này theo mình đánh giá thì nó giống như mệt ít. Đó, 521 cây, y chang mệt ít luôn. Thì đương nhiên xe mới thì hai chì dinh phải đầy đủ. Rồi, em quay phía trước cho mọi người coi hệ thống chiếu sáng. Đó, cho nghe tiếng bô, bô này bô đúc gầm. Bi 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 ra ngồi xe giùm anh cái bi. Đó, hệ thống chiếu sáng. 1m6 ngồi xe rất là thoải mái. Con xe này á, mình đi trong phố, đi dạo, đi nói chung là nhìn rất là ok nha anh em. Đi phố, đi dạo, đi chơi rất là thoải mái. Chở người phía sau cực kỳ thoải mái luôn. Ngồi anh nhóm, anh bước lên cái là lên. Đó, ngồi rất là thoải mái. Mình đi phố, đi dạo, đi chơi, đi phượt, tàm tàm, rất là hay. Hai cái kính nó nhìn thấy là rất rõ. Mình nhìn mình thấy con R15 phía sau. Em mở xin nhanh cho mọi người coi. Thì con xe này như mới nha anh em nha. 500 cây thì khỏi nói. Thiết kế rất là đẹp, bồ đúc gầm, có mỏ cày luôn. Đó. Gấp sao rất uốn lượn, đẹp tuyệt vời. Ngồi thấy sao bi, nó cảm giác giống như con gì không? Giống như con mệt ít á. Nó bự hơn á, bự hơn nhiều á, mệt ít nhỏ lắm. Mệt ít có 125 mà. Ừ, nó bự hơn nhiều. Chạy rất là thoải mái. Đây, xe này là cục máy quay anh em mâm. Cục máy. Cái này còn những cái dấu clip stick từ hãng luôn. Đó. Màu hồng hồng, người Thái thích màu hồng ha anh em ha. Xe này biển Sài Gòn nha, 59H214699. Ở đây đặc biệt cho anh em coi cái này nè, qua đây. Cái này có sạc điện thoại luôn nè anh em, sạc điện thoại zin đó, nó sẽ ngon hơn là những cái lô nha anh em. Zin theo xe đó, giờ trời mưa thì mình đóng lại ha. Nó có cục cao su nè. Trời mưa mình đóng lại, mình không sử dụng thì mình đóng lại. Rồi, ghi đông rất là ok, rất là đẹp. Ở đây có chữ Thái nè, mình sẽ đọc là GPS khắp sấm bú thăm khẩm thấp bông lông đó sang đang lộng bẹn sang đang sang cạn đó, đọc vậy đó. Còn mình đọc càng biết mình đọc tào lao á anh em ạ. À, nghe được thôi. Thì bao tay con này cảm giác rất là êm, rất là sướng. Con nhẹ nha anh em, con nhẹ nè, xe mới mà nó nhẹ chạy sướng. Rồi, anh em mua con này thì cứ liên hệ mình ha. Vỏ nè anh em, nó mình bên mình lao lại dưỡng lại hết là như mới luôn. Phục đó, một phục rất là đẹp, phục sao đó, dĩa mọi thứ là như mới nha anh em. 500 cây là mọi thứ phải như mới nha anh em. Đó, rất là ken, rất là đẹp luôn. Anh em nào mua con này mà chạy dữ đó, mình bao quay đầu luôn, hỗ trợ quay đầu luôn, tại con này mới quá, hỗ trợ bao quay đầu cho anh em luôn. Đó, anh em nào mua liên hệ mình. Rồi, ở đây mình có con R15 nữa, cũng phải siêu đẹp. Màu này gọi là màu Black Bender. Đấy. À, rất là đẹp. Có đồ chơi nè, xe lướt nè, vỏ mới tinh không. Màu này màu mới, mẫu mới luôn. Có bảo vệ nè, bảo vệ các nước nè, bảo vệ phuộc nè, chống đổ nè. Thì đương nhiên những xe can như vậy phải có hai chìa khóa zin đầy đủ. Con này bán 4 ít lớn nha anh em, 40 mấy triệu thôi. Cho anh em dễ chơi, dễ trải nghiệm. Lên bảo vệ cái miếng hai miếng bên hông nữa nè. Đó. Nhìn rất là đã. Xe này biển số Sài Gòn nha anh em, xe biển số Sài Gòn nha. Ở đây còn tem nhãn mác năng lượng luôn nè. Đó. Anh em có thể coi, còn nhãn mác năng lượng đầy đủ. 2 lít 2 cho 100km, rất là tiết kiệm xăng ha anh em ha. Rồi thì nói thêm những con này thì á, những xe này mình kiểm tra rất là kỹ anh em. Thì xe rất là ok. Xe này á thì nó chỉ có xước nhỏ nhỏ thôi, mà những dấu xước này anh em mua xe về anh em cũng phải bị thôi anh em mà. Mình không bao giờ trừ khách hàng đó mấy cái xước lông mèo nhỏ gì đó. Đó, còn có những anh em mà khó quá thì anh em nên đi mua xe mới nha anh em nha.
Nó nãy có mấy anh em qua bên mình nói anh em khó quá thì xe á, mình bán cho anh em, mình nói cho anh em nghe. Xe thứ nhất là dàn áo liền lẹt, không đâm đụng té ngã, thì đương nhiên đâm đụng té ngã mấy cái này nó bể hết trơn rồi. Đó, nó bể hết trơn rồi làm gì mà nó còn được đẹp như vậy. Anh em nhìn clip anh em thấy nó đẹp không? Đó, mà với lại xe cũ mình bán cho anh em giá rất là rẻ, rất hợp lý. Rẻ hơn xe mới tới 20-30 triệu luôn, là anh em biết là nó rẻ cỡ nào. Thì mình bán một con lời có bao nhiêu đâu, lời không bao nhiêu tiền á anh em, đủ tiền cho mấy đứa nhỏ ăn bánh không à. Mà anh em cũng đừng có bắt bẻ mình quá, mình đã hết tấm lòng, mình đã hết sức để mình tìm là những cái xe can, xe đẹp cho anh em. Mình cố gắng hết sức rồi đó, chứ mà bây giờ những cái giống nhỏ nhỏ chạy xíu xíu hoặc là gửi xe trước như vậy á, mà anh em khó chịu với mình thì mình cũng không biết nói sao luôn đó. Không biết nói sao với những anh em thiệt sự luôn. Tại vì anh em chậm chí á, mình nói thả lại á, anh em nếu mình nói bây giờ anh ra anh nhìn chiếc xe của anh chạy đi, anh có bị xước không? Mà sau khi anh vô mua xe em, anh khó với em quá vậy. Đó, xe em bán là xe đẹp rồi, nhìn vô thì nó đẹp rồi, còn mấy cái xước nhỏ nhỏ đó anh bình thường mà. Đó, còn con này thì khách cọc rồi. Đó, anh em muốn phân khối lớn luôn, mình có R1 là 500 triệu nha anh em, 6.000 cây luôn, xe rất đẹp. Con này cũng vậy. Con này là xe khách đặt trước đó. Đây, không, Phúc cọc là cọc trước tiền mình để mua con xe của mình, là chờ xe về đó thì anh sẽ lấy nha anh em nha. Xe này dán đề canh nghiêng con, quay sơ sơ qua cho em Phúc nó coi. Em Phúc này tối lấy xe rồi, em Phúc này còn nhờ mình lấy cây bô độ nữa rồi. Đó, logo bữa nay mình dán đây, tại dán trước đó, nó dễ mất đó. Rồi tiếp theo mình về em CBR150R, anh em coi kỹ nha. Bản này là bản nhập, thì nhập nó khác bản thường cái gì là xi nhan nó tích hợp vô luôn đó, tích hợp vô cái đầu đó, anh em coi kỹ. Thì con này order 4.700, mình đang bán là 62 triệu nha anh em. Xe rất là mới nè, vỏ còn gai không thiếu cây nào luôn. Đương nhiên đó, nó còn rất là keng. Còn cái này là dán đề can thôi nha anh em. Người ta gửi chung cư người ta dán đề can nó bong 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 nhẹ nhẹ ra nha. Con này mẫu 221 nha anh em. Cho anh em coi nè. Ốc trong đây nè, sáng trưng luôn nè, xe mới sáng trưng nè anh em, thấy không? Nó sáng nhìn vô đây còn thấy lấp lánh nữa. Dĩ nhiên hai chìa khóa phải đầy đủ nè. Đó, nhìn vô đây còn thấy lấp lánh nữa. Thì con này bán 62 triệu. Đó, còn anh em là muốn lột đề can ra thì mình lột cho, ở trong nó không có chạy xước gì đâu anh em. Xe mình coi là đẹp lắm. Đó, 62 triệu. Xu này bán 45 triệu nè. Em quay qua coi con xu này nè. Xu này còn siêu lúc mới mua luôn nha. Con xu này chỉ có 3.000 thôi nha, 3.000 km thôi nha. Siêu, anh em nào chơi xu mà mua xe mới sẽ thấy miếng này. Đó, còn anh em mua xe cũ thì ít khi thấy lắm. Miếng này xe mới, siêu mới, 3.000 cây, biển số Bình Dương 45 triệu. Em này là mình bán 46 triệu. Em này KBS nha, em này biển Long An, em này KBS. Rồi, đây là một em MT15 biển Sài Gòn nữa. Em này lên cặp tay nhẹ lắm nè, cặp tay tăng chỉnh nhẹ hiều luôn, đi sướng lắm anh em. Đó, em này bán 59 triệu nha anh em, nhẹ lắm, đi sướng lắm. Đó, đó, em biển Sài Gòn, em này lướt luôn, hai chìa khóa đầy đủ luôn nè. Đó, anh em qua xem xe trực tiếp bên mình, anh em cứ qua xem xe trực tiếp đi, có nhân viên tư vấn đầy đủ, anh em không mua cũng được anh em. Đó, anh em qua coi để biết mẫu xe. Mẫu này đẹp lắm, MT này có mâm màu mày lạ lắm nha anh em. Mẫu này 221. Đó. Rồi, ở đây là mình có một dàn xe này là khách cọc hẹn ngày lấy. Rồi, ở đây là mình con xe này CBR250 của mình độ rất là nhiều. Con này mình cho anh em thuê trải nghiệm anh em. Thì những anh em mà mới biết về dòng Sport á thì anh em chưa có rành thì anh em có thể thuê trải nghiệm thử. Với điều kiện là đừng có té ngã giùm mình đó, thì đương nhiên té ngã thì anh em phải bồi thường thiệt hại rồi ha, còn anh em chạy bình thường thì không có sao hết. Thì con xe này thì anh em nào muốn thuê trải nghiệm thì mình cho anh em thuê đó. Xe rất là mình lên đồ rất là nhiều. Thứ nhất là đầu đèn 500R xi nhan led, cặp vỏ Michelin xịn, rồi con nhẹ để anh em bóp nó nhẹ, con nhẹ thấy không, hồi nội con ốc gù thôi là mình đã lên 1.8 triệu một cặp rồi. Titan real anh em, cái này là màu của titan real luôn nha anh em. Rồi thì đương nhiên xe có ba chế độ lái nè, anh em trải nghiệm rất ok. Comfort nè, sport cộng nè. Rồi thì xe mình có lên bô độ luôn cho anh em chơi dễ đó, anh em chạy nó có âm thanh chút xíu thì nó thoải mái. Ở đây mình lên biển số đúc gầm rồi xi nhan led luôn. Anh em thích thì mở ra, thích thì đóng lại. Nhìn nó ngầu, nhìn nó gấu, nhìn nó cá tính. Xe này mà đi cua gái là y bài luôn anh em. Anh em thuê đi cua gái là chạy nè, rất là đã. Sport là ngồi tướng nè. Anh em mạnh mẽ không?
À, rất là đẹp, rất là cá tính, xì tinh, tự tin khoe cá tính đó. Đây những con xe mình giới thiệu với anh em. Rồi tiếp, rồi mình nói lại ha. MT 59 triệu su ABS đẹp, 46 su không ABS, 3000 cây 45, con này 62, con này 4X lớn, rất là đẹp. Mẫu Black Bender, con này chắc nhiều anh em sẽ thích, màu Black Bender, biển số thành phố nữa. Con này khách cộng, con R1 là 500 chai nha anh em. Đó. Rồi cái mẫu này là mới luôn, xe này là mới mua luôn, 13 tháng 9 mới mua được 1 tháng. Thì khách này là khách đổi xe bên mình nha anh em. Đó, thế nên mình dư ra 36.500 là mình lời được 500.000 á anh em. Đó. Lời 500.000 anh em mua xe này như mới, có sổ bảo hành đầy đủ luôn nha anh em, sổ bảo hành chưa thay nhất lần nào. Anh em mua con này là về anh em qua hãng anh em thay nhất lô đai luôn. Đó. Rồi, vậy nha. Rồi bây giờ mình nói thêm về cái chương trình mà 500.000 súp. Bây giờ mình 497 rồi, đúng 500.000 súp thì cái mình tính là bữa đó mình sẽ livestream tặng luôn cho anh em trên sóng livestream luôn. Những anh em nào theo dõi mình thì mình sẽ tặng luôn. Thì đương nhiên sẽ như cũ, anh em kéo thiếu một clip, anh em coi những clip cũ á, bốn anh em đầu tiên thì mình sẽ tặng những dòng nhất mắc tiền nhất đó, 300 mấy chục ngàn bình đó, mình tặng chơi lớn luôn. Còn những cái món quà của mình á, quà từ xe của mình sẽ tặng như ghi đông, như bữa mình clip mình nói á, là những cái đó mình tặng mình livestream hết, ghi đông chợ sáng, nhiều món mắc tiền lắm anh em nhớ. Mình sẽ đăng lịch ngày mình livestream chứ đến khi nào mà đủ 500.000 súp mình mới like nha. Rồi ở đây thì có những cái dòng xe tay ga anh em gửi lại nè, anh em gửi lại mình để thay nhớt, rửa xe vệ sinh sạch sẽ nè, đó mấy anh em ngồi nè rửa vệ sinh từng con ốc rồi từng cái dung dịch đó. Rồi cảm ơn anh em đã ủng hộ mình trong thời gian qua, thì 500.000 súp cũng là một cái mà để mình tri ân những anh em trong thời gian qua đã ủng hộ mình mấy năm rồi, rất là lâu, 3-4 năm rồi, thì có cái để tri ân anh em, tức là cảm ơn anh em, nhờ có anh em theo dõi thì mới có mình ngày hôm nay, mới có chỗ chơi cho anh em. Những anh em mua xe bên mình thì anh biết mình làm sẵn cái bản đồ nghề nè, anh em có lỏng ốc hay là anh em muốn tháo ốc anh em tự qua anh em tự tháo luôn. Những anh em mua xe bên mình rất là thoải mái đó, đồ nghề rửa xe mình rất là nhiều, rửa một con xe rất là cực anh em đó. Anh em mua xe bên mình là có hỗ trợ rửa xe rồi nọ đầy đủ luôn. Rồi cảm ơn anh em trong thời gian qua đã ủng hộ mình, cảm ơn anh em đã subscribe và cảm ơn những anh em đã ghé ủng hộ mình những con xe chất lượng. Rồi chúc anh em làm việc một ngày thiệt là vui vẻ, xem clip trong cái tâm trạng thiệt là thoải mái nhất nha anh em. Bye bye anh em, see you again.